Dù. Xin chào các bạn, mình là Sơn Đù đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cái kênh YouTube mà mình mới tìm thấy gần đây thôi. Và kênh YouTube này có vẻ là khá là phù hợp với những bạn nhỏ mà muốn gọi là chơi mà học, học mà chơi. Vâng, mình đọc ra từ cái banner của cái kênh này các bạn ạ. Nó là kênh Nhanh Trí. Thì tại sao mình lại tìm được cái kênh này? Bởi vì, đây để cho các bạn xem. Đây, tháng 12 vừa rồi, kênh Nhanh Trí này có bình luận, để một bình luận ở trong cái kênh YouTube của mình, ở một video của mình. Đấy, kênh ấy khen mình là xem anh này rất là thú vị luôn ý. Các bạn có cảm thấy thế không? Đấy, người ta đã vào kênh của mình bình luận như thế, khen mình như vậy, chẳng lẽ mình lại không qua kênh người ta? Cái kênh Nhanh Trí này ấy, thì là chuyên tập hợp những cái câu hỏi các bạn ạ. Những cái rèn luyện IQ. Đấy, mà phải những thiên tài mới có thể trả lời được. Mà chắc chắn thì đó là cái chuyện quá đơn giản đối với mình rồi. Vì mình chính là một thiên tài mà các bạn. Ôi dồi ôi, dăm 30 câu đố này. Hồi xưa kênh Sơn Đù làm suốt. Đoán kênh YouTube phần 2. Thế nào lướt qua phát. Có Sơn Đù không? Có Sơn Đù thì mình sẽ rất là respect nha. Rất là kiểu gọi là ấy, gọi là gì nhỉ? Một like, một share cho kênh này ngay. Đâu, có Sơn Đù không? Lướt như này tôi thấy là bắt đầu có vẻ là không có rồi đấy. Không có Sơn Đù rồi đấy nha. Rồi xong rồi, ôi có cái gì đây? Mèo Channel à? Rồi ôi, không có Sơn Đù luôn. Ý, chị Lị không làm video về mình mà lại đi comment kênh mình, thế là không yêu mình rồi. Hôm nay chúng ta xem cái video này đi. Thử tài tinh mắt tìm điểm khác biệt của các YouTuber nổi tiếng. Đấy, mình muốn xem là các YouTuber khác ấy, họ khác biệt chỗ nào mà lại được lên kênh này, trong khi đó mình lại không được lên. Nào cùng xem nhá. Các bạn ơi, Bà Tân Vlog, NTN Vlog hay Cris Phan là những cái tên quen thuộc với bạn đúng không? Đúng, rất quen. À, bạn là chủ kênh này là một bạn nữ à? Okay. Trong video đố vui thử tài tinh mắt ngày hôm nay, bạn sẽ được hội ngộ với tất cả các nhân vật đình đám đó. Let's go. Đấy, nhân vật đình đám đấy có Sơn Đù hay không? Có hay không có? Trả lời một câu thôi. 1. Mở màn là nụ cười tươi rói của Bà Tân Vlog. Đố bạn tìm được một Bà Tân khác nhất. À, tìm điểm khác biệt của YouTuber là trong số những hình của YouTuber đó có một cái hình khác. Ok, điểm khác biệt. Trời ơi, mình đã hiểu nhầm các bạn ạ. Mình hiểu nhầm ý của cái video này. Có 10 giây à? Thôi được rồi, mình sẽ không bấm dừng đâu. Bấm dừng thì hơi ăn gian. Và play luôn. Bà Tân khác nhất. Bà Tân khác nhất à? Bà nào cười này, bà nào khác? Nhìn quen rồi mà cũng khó nhận ra đấy nhỉ. À đây rồi, khác bà Tân này bị rơi một chiếc khuyên tai này các bạn ơi. À đúng rồi, tất cả là đều có hai khuyên tai mà riêng bà này thì rơi một cái. À, hại não đấy các bạn ơi. 2. Một gương mặt số khá lạ và đình đám nhất nhì làng YouTuber Việt Nam, NTN Vlog. NTN không phải NTN, NTN Vlog. Người phản xạ. Đứa mèo sống một đứa tao à? Ai là người dởm nhất đây? Ai là người dởm nhất? Sao lại bảo người ta dởm? Đây. Quả này là nút kim cương fake nha. Rồi ôi. Đây là những biến thể của NTN. Thì đây là biến thể fake các bạn ạ. Những biến thể này là có nút kim cương real. Biến thể này nút fake. Biến thể này là phải trừng trị. Cảnh tượng mà YouTuber nào cũng mơ ước chính là cầm cái thứ mà ai cũng biết đấy là cái gì ấy trên tay giống NTN, nhưng có một NTN cầm nút kim cương có màu vàng ở giữa này. Cảnh tượng bất kỳ YouTuber nào cũng muốn cầm trên tay cái mà ai cũng biết là cái gì đấy. Trời ơi, YouTuber nào chứ không phải YouTuber Sơn Đù. Điểm khác biệt của YouTuber Sơn Đù mình đã tìm ra rồi. Không có nút bảng. Yeah, đến bây giờ chuẩn bị đã được gần 1 triệu người đăng ký rồi. Không biết là có nổ nút vàng không đây. Rồi, cái này đúng là một cái bí ẩn khoa học không bao giờ giải thích được. Rồi, tiếp tục thế nào. Nhiều khi đẹp trai thì chẳng có gì sai cả. Đố tất cả anh chị em tìm ra một NTN khác nhất. Vẫn là NTN à? Mắc sợ. Ông nào cũng giống nào này. Một anh chàng đẹp trai ở đây không đeo chiếc đồng hồ trên tay. Đâu? 4. Một anh. Wow. Ôi quả này quá. Chàng đẹp trai ở đây không đeo chiếc đồng hồ trên tay. Rồi đây là đến 4. Làng streamer Việt lại chẳng nhãn mặt quá với bộ ba này rồi ý chứ. Vậy đố bạn tìm ra một bộ ba khác bọt nhất. Một bộ ba khác bọt nhất đấy là bộ ba mà thiếu đi anh Virus đấy, Tứ Hoàng đúng không? Tứ Hoàng làng streamer. Có ba anh này, anh Virus đi đâu rồi? Hay là anh Virus chắc có khi là anh Virus không trong Tứ Hoàng rồi, anh ấy đang đi chơi tiền ảo rồi các bạn ạ. Thôi được rồi. Nhìn ba anh này y chang nhau. Điểm khác bọt nhất là bức ảnh này, cả ba anh chàng đều khác so với các ảnh còn lại. Độ Mixi không đeo dây lưng, anh này không đeo vòng tay và PewPew thì vắt áo lửng lơ không chạm cả ngón tay vào. 5. Đẹp trai lỗi tại ai? Tại ai đây? Chẳng tại ai cả, cứ ngắm thôi. Nhưng mà có một PewPew buồn cười lắm nhé, bạn nhìn thấy không? Đúng là cái kênh này làm video này nên cho nữ là đúng rồi, bởi vì nãy giờ chỉ khen các streamer youtuber nam suốt, khen đẹp trai suốt. Chắc đó là lý do tại sao không cho hình Sơn Đù vào. Đây, hình khác này nhá, anh Pew này bị mất một cái răng. Anh dài Pew này thiếu hẳn hàm răng cửa. Đó. Giả vờ xíu để coi độ tinh mắt của bạn thôi ấy mà. Ok. 6. Những bức ảnh chất như nước cất này của anh tộc trưởng, bạn thấy có gì khác nào? Răng vẫn đủ này. Một màu đen đen. Cái gì? Đen phải căng mắt mới thấy. Một hàng cúc dài trên áo anh Độ rời rớt hết đâu rồi. Ôi khó thế. Các bạn thấy không này, áo anh Độ này là có cái cúc áo này, cái này mất hết cúc áo luôn. Thế này mà một cơn gió nhẹ lướt qua thì sao ta? Ôi sao mà đoán nổi được. Nào ai muốn anh Cris Phan bắt nào, xếp hàng vào đây tìm ra một anh có điểm khác đi thì tất cả đều có phần nhé. Vâng, đúng là giọng của một em fan girl không? Anh Cris hả? Anh Cris. Ở ảnh này có một điểm khác nhỏ xíu, không phải trên khuôn mặt đẹp trai kia mà là một bên túi áo không có nắp túi. Và lệnh luôn á. Ngắm mãi chẳng chán. Cái này thì dễ hơn. Đúng rồi. Tìm ra điểm khác đấy. Cái này dễ hơn này. Ít ra ấy là nó ở trên khuôn mặt thì mình còn nhìn ra các bạn ạ, chứ quả túi áo chịu rồi. Đây nhá. Các bạn nhìn chưa ra đây đó, thấy chưa? Thì khuyên tai chứ đâu nữa. Đây là có khuyên tai, đây thì không. Lần này có một anh Cris Phan khác là trong bức ảnh ở cuối, tuy không đeo khuyên tai nhưng vẫn rất đẹp trai. Trời ơi. Thôi được rồi, biết bạn mê youtuber nam rồi. Thôi thật đấy, sang câu 9 để coi là nhân vật nào đây. Wow, là Misthy, xuất sắc. Thế này thì lại làm 500 anh em điêu đứng rồi. Đố các anh em tìm ra một điểm cực nóng bỏng đấy. Điểm cực nóng bỏng à? Ok, các câu khác mình play, riêng câu này chúng ta hãy cùng dừng lại để chúng ta cùng ngắm cho kỹ các bạn nhé. Thôi mình xưa các bạn, mình dành thời gian đấy mình ngắm hơi nhiều nhưng mà mình không tìm ra điểm khác biệt ở đâu cả. Chạy đi. Là dây áo bên phần vai là lơi này, không có à nha. Ui xồi ôi, tại sao mình không nhìn ra nhỉ? Sao mình lại không nhìn ra hả? Đúng rồi, cái kiểu của con bé Misthy nó hay mặc cái kiểu này lắm, hay mặc kiểu là một bên áo rồi một bên không nhá. Hồi xưa nó thế rồi. Mình sao mình không nhìn ra nhỉ? Câu 10, bức ảnh này thì thật dịu hiền nhưng vẫn quá nhiều sự xinh xắn. Bạn hãy tìm ra một Misthy khác nhất nhé. Đồng hồ vẫn đeo này, kính vẫn nguyên, răng vẫn còn đủ hàm. Áo à, màu áo à. Vừa dễ mà lại không dễ để nhìn ra một bức ảnh Misthy này có hai điều đặc biệt hơn cả. Cổ áo bên không có quai cài và phần viền cổ áo khác màu so với các ảnh còn lại. Các bạn ạ. 11. Có bạn nào là fan của chị Thơ Nguyễn ở đây không? Đố các bạn tìm ra được một chị Thơ điệu đà nhất đấy. Chị Thơ nào mà không có cu văn thông thì chắc chắn là chị ấy là chị fake rồi. Chị Thơ chị bay đi đâu ở đây rồi. Chị bay đi tìm mật, làm mật ong nuôi đời. Đây chị bay đi tìm nhị chứ, sẽ thì bay đi tìm mật. Sai thật đấy. Đây bông hoa cài trên mái tóc. Có một chi tiết nhỏ xíu trên tóc của chị Thơ Nguyễn này là cái kẹp tóc. Mình đã bảo là điệu đà mà. Trời ơi. 12. Bạn có nhìn ra được một cô gái đáng yêu xinh xắn Hậu Hoàng nào khác biệt nhất trong này không? Hậu Hoàng lâu lắm, chính ra là mình không xem Hậu Hoàng rồi đấy. Hậu Hoàng cầm cái ná à? Có một Hậu Hoàng không đeo kính đây nè, giọng kính rất mỏng và mờ, nhưng mình nghĩ bạn đã nhìn ra ngay rồi. 13. Bạn biết đây là ai không? Đố bạn tìm ra hai điểm khác biệt trong một bức ảnh nào đó. Đây chính là ông Hoàng Minecraft các bạn nhá. Ông Hoàng Minecraft. Đấy, vị chúa tể sinh ra Minecraft. Điểm khác biệt của vị thần này à? Ê, khó thật chứ, phải khó đùa á. Nghiêm túc mà nói là đúng là khó thật luôn. Thôi sao nào, thôi play đi. Biết đâu trong lúc play mình lại nhìn ra. Ok, like, đăng ký, ấm chuông. Chẳng có lỗi nào trên khuôn mặt cả, mà điểm khác đó nằm ở ống tay áo và dây cài ba lô mà anh Red Hood đang đeo. 14. Ok. Cô nàng Gigi cá tính chuyên nhạc chế cổ tích đây, bạn có biết không? Hãy tìm ra một cô nàng Gigi khác nhất. Gigi thì mình cũng không xem. À rồi, Gigi này thì dễ hơn này. Này dễ này. Là cái dây chuyền, mặt dây chuyền ở đây. Cô nàng này khác nhất, có cái vòng cổ thật ngầu. Đó, khác biệt đấy. 15. Bức ảnh đen trắng huyền thoại của 1977 VLOK. Bạn có nhìn ra được điểm khác biệt ở bức ảnh nào không? Trông mặt khó chịu thật. Đây. Ok, xin lỗi các bạn, mình bấm dừng video. Đây, ở cái tay nhá. Cái tay chỗ cầm cái có súng này, đây không có, đây có nhá. Chuẩn luôn, sai nào được. Nếu bạn là fan của những video triệu view của các anh chàng này, đủ hai chỗ, còn chỗ dưới nữa. Bức ảnh này khác biệt bởi có hai điểm khác ở ống tay áo và súng trên tay chàng trai. Ôi trời ơi, không đọc đấy à. Chúng tôi nhìn chăm chú anh để nhìn ra một phiên bản lỗi hơn của anh đấy. Nào, bạn thấy ai lỗi hơn? Phải cả youtuber khá bảnh ạ. Đây. Anh bảnh là mình nhìn ra ngay. Đây. Khá bảnh này đeo cái kẹp tóc. Chắc chơi luôn. 17. Bạn có quan sát thấy khuôn đồ gì nào khác bọt hơn hẳn các ảnh còn lại không? Phải cả youtuber. Đâu? Từ từ. Thầy Huấn Rossi, thầy Huấn Hoa Hồng khác. Chắc là thầy Huấn ảnh, thầy Huấn có đủ 10 ngón tay đúng không? Đâu sao nào? À. Đâu. Mình dừng lại này, hơi ăn gian tí, các bạn cho phép mình nhá. Hồi xưa thầy Huấn đánh bản quyền một video của mình đấy, nếu các bạn không biết. Hồi xưa á, cái MV của thầy á, mãi là anh em hay nào, muôn kiếp là anh em. Đấy, mình làm video reaction xong rồi thầy đánh bản quyền mình luôn. Đánh bản quyền 3 tháng các bạn, đập cho mình một gậy ở mặt. Thốn thế chứ lị. Thôi, chịu rồi. Đâu, thầy Huấn khác ở đâu? Thật chết. Bức ảnh này, Huấn Rossi cầm sắp tiền âm phủ. 18. Đố bạn tìm ra hình chibi bị lỗi nhất của Mèo Channel. Má vừa đến ông tổ Minecraft, giờ đến bà chúa Minecraft luôn. Ok. Thôi, cái này fan của một mèo này bị thiếu một bên tai đen nha. Ok thôi thua. 19. Tôi biết. Đây là đâu và tôi là ai? Hưng Vlog nói, đố bạn tìm ra một bức ảnh khác nhất của Hưng Vlog trong này. Hưng Vlog là ông nào? Hưng Vlog là ông nào? Ok, tôi bỏ qua đi, kệ đi. Không phải quan tâm ông Hưng Vlog là ông nào, nhưng mình muốn nhìn ông khác ở đây. Tại sao phải cho tận bao nhiêu đây? 14 ông Hưng Vlog ạ. Đây. Cái này. Hoa này có hai, hoa này có một cái dây thôi. Cũng không có gì khác biệt nhiều, chỉ là bạn tinh mắt đến đâu để nhìn ra điểm thiếu dây buộc ở bó hoa này. 20. Còn đây là anh chàng Lâm Vlog giản dị nhất là youtuber đây. Rồi, anh... Bạn có thấy một Lâm Vlog nào xịn sò nhất trong này không? Anh Lâm Vlog à? Các anh cứ chữ Vlog vào mặt là các anh thành youtuber nổi tiếng à? Biết thế mình để tên mình là Sơn Đù Vlog. Vẫn là anh Lâm và bộ quần áo ấy, nhưng trên quần và áo của anh chàng trong bức ảnh có thêm logo thương hiệu Adidas kia. Bạn thấy không? Rất thú vị khi vừa thử tài tình mắt của bạn, vừa được xem những bức ảnh của các youtuber đình đám mà chúng mình vẫn thường hay xem. Đúng rồi, youtuber đình đám mà chúng mình thường hay xem. Vâng, kênh Nhanh Trí cũng xem kênh của mình, nhưng mà không có trong này. Mình không phải là một youtuber đình đám. Vâng các bạn ạ, cho dù hôm nay mình làm video reaction, mình làm video của kênh Nhanh Trí này, nhưng mình vẫn phải ý kiến. Youtuber đình đám ở đây mà không làm, thế là chán lắm. Nhớ chưa? Nhá. Bạn nữ kênh này làm một video về có Sơn Đù đi nhá. Và như vậy chúng ta đã trải qua rất nhiều câu hỏi để thử tài tích mắt tìm điểm khác biệt của youtuber nổi tiếng. Các bạn có tìm ra được không? và các bạn tìm được bao nhiêu câu chính xác, bình luận bên dưới cho mình biết nhá. Còn mình thì chắc đếm chắc chưa được một bàn tay luôn á, khó quá, chịu. Ok, video ngày này của mình cũng sẽ kết thúc tại đây thôi. Nếu các bạn đã xem được tới đoạn này rồi thì đây là một video nữa mà các bạn có thể bấm vào để xem tiếp theo nhá. Bấm vào đây đi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Sơn Đù và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các video tiếp theo. Bye bye.